Xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan ạ. Hôm nay em lên các mẫu dao hàng mới lỗi của hãng, bao gồm mẫu dao Tojiro, Ebro Plus và Global ạ. Tất cả các dòng này đều là thép không rỉ ạ. Anh chị mua dao sẽ thanh toán với giá ghi cụ thể từng cây cộng ship. Nếu mà anh chị nào chuyển khoản đơn trên 500 thì em free ship ạ. Sau đây em xin test cây vài cây. Anh chị mua hàng sẽ nhận được một cây dao em mài bén như thế này ạ. Dao em gửi tới anh chị sẽ mài như mài bén như cây test trong video. Anh chị kết bạn Zalo với em để xem hình ảnh cụ thể hơn, em chụp hai mặt đăng trong Zalo. Sau đây em xin giới thiệu từng cây ạ. Mẫu đầu tiên là C37. Anh chị nhắn tin cho em là mẫu C37 850K là em biết mẫu dao anh chị chọn ạ. Ở hình sau này là thông số dài từ dưới này lên đây, thông số rộng từ bên này qua bên này ạ. C37 850. Mẫu này của Tojiro 3 lớp cán nhựa 3 lớp lõi thép VG10 ạ. Dài lưỡi 17, rộng 4,6, mẫu này 850 ạ. C38 do Tojiro không logo, 3 lớp 600. Dài lưỡi 17,7, rộng 4,8. Mẫu C39 450, cây này một lớp ạ, cũng Tojiro. Cây này cái cán nó bị khuyết nha mọi người. Nó hơi khuyết. Dài lưỡi 16,4, rộng 4,5. C40 500 Tojiro luôn ạ. Cây này thì cán nhựa màu trắng. Dài lưỡi 17, rộng 4,8. Da một lớp. C41 Tojiro. Cây này cán bằng kim loại, dài lưỡi 12,3, rộng 2,5. Cây này em có duy nhất một cây. C42 350. Cái dòng Tojiro mới hàng lỗi đây thì số lượng ít lắm, có cây nó chỉ có 1-2 cây thôi. Dài lưỡi 12, rộng 2,6. Cán bằng kim loại, cán nó xoắn xoắn. C43 500 Tojiro, cây này dao lóc ạ. Cán bằng nhựa. Thép VG10. C44 350. Cái này logo của nó người ta in nó hơi nhẹ nên bị lỗi. Cây này 3 lớp luôn ạ, cán nhựa. Dài lưỡi 12, rộng 2,5. C45. Cây này cũng 3 lớp ạ, 400. Cái này 3 lớp 400. Mẹ in logo sai.
in hơi nhiều mọc. Dài lưỡi 13, rộng 2,7. Dán nhầm. C46-250. Dài lưỡi 14,7, rộng 2,9. Cái này của Ebro Plus. Nó có logo ở cán và không logo ở lưỡi ạ. Cán kim loại. C47-350. Cây này của hãng Vaza. Cây này cũng hàng mới nha mọi người. Dài lưỡi 13,5, rộng 3,2. Cây này một lớp thôi. Cán kim loại. C48-300. Cây này có lỗi ở đây ạ. Cái này thì hàng lỗi của nó là nó ở đây. Có vết đây. Vết này thì không vấn đề gì. Còn cái này thì lỗi cái lỗ này. Cái này C48-300 của hãng Vaza. Dài lỗi 13,5, rộng 3,2. C49 của hãng Vaza luôn ạ, 500. Cây này 3 lớp ạ. Dài lưỡi 17,7, rộng 4,7. C50, không logo, 500. Của hãng Ebro Plus. Dài lưỡi 21,4, rộng 4,5. Những cây này dày thì tầm khoảng 1,5 ly ạ. 1,5 xăng, 1,5 ly. Cám màu xanh lá cây. C51. Da một lớp cán nhựa, 500. Dài lưỡi 21,4, rộng 4,5. C52, 550, cám màu trắng ạ. Dài lưỡi 23,7, rộng 4,9. C53. Cây này em mài góc nó bị lẹ một tí xíu. Khi mài nó bị lẹ một tí xíu, cái góc nó như thế này. Mài nó bị lẹ một tí xíu. Em sale, em bán nó giá gốc là 500. Giờ em sale còn 480 ạ. Sale riêng cây này thôi ạ. Global không logo ạ. Dài lưỡi 18,2, rộng 4,8. Cây C54 mẫu này tưởng hết, hôm nay tìm thấy cây này. Dài lưỡi 18,2, rộng 4,8. Có vân trứng ạ, 500. Không logo ạ, hàng lỗi không logo. C55, 250. Dạo này gọt hoa quả là có thể lóc được. Dài lưỡi 14,7, rộng 3 xăng. Global thiết kế đẹp quá. Global dòng ni ở C56, 550. Dài lưỡi 14, rộng 3 xăng. Hàng của da Global là thép Chromova 18 ạ. Da một lớp. C57-700. Da một lớp cán kim loại. Dài lưỡi 16,2, rộng 4,2. Ở hãng người ta sẽ rèn lưỡi riêng và cán riêng. Khi hoàn thiện thì sẽ ghép hai cái này lại. Và ghép cái này thì làm bằng thủ công cho nên nó dễ có lỗi, cho nên mình có hàng lỗi bán. Thì thủ công ở đây nó hơi không được thẳng lắm.
Nhưng mà tất cả các video em các dao em bán thì em sẽ xử lý tương đối đẹp hết, nhìn không có vấn đề gì. Xe 58 700, dài lưỡi 17,7, rộng 5 xăng. Xe 59 750, cái này có rãnh chống dính, dài lưỡi 17,6, rộng 5 xăng. Xe 60 850 này của dòng Ucon ạ, có logo ở lưỡi và logo ở cán luôn ạ. Dài lưỡi 17,7, rộng 5 xăng. Xe 60 mó 1 triệu, này của dòng Ni ạ. Dài lưỡi 20,2, rộng 5 xăng. Xe 62 là cây dao lóc ạ. Cây dao lóc của Global 300. Dài lưỡi 20, dài lưỡi em đo từ ở đây lên đây. Rộng 1,7, rộng 1,3, đo từ bên này qua bên này. Lưỡi của Sashimi, tay này là tay phải. Sashimi là lưỡi này của hãng Tojiro luôn ạ. 400. Dài lưỡi 25,6, rộng 3,6. Này là lưỡi lỗi không có in logo ạ. Lỗi của nó mấy chấm này. Xe 64 400, cây này của tay trái. Dài lưỡi, lỗi nó này. Dài lưỡi 25,6, rộng 3,6. Tất cả các này đều là do mới, lưỡi mới hết nha mọi người. Xe 65 của dòng Ebro Blood, không logo ở lưỡi, có logo ở cán, 550. Da một lớp thép không rỉ. Dài lưỡi 21,4, rộng 4,5. Xe 66 650, cùng hãng. Cái này dao lớn ạ. 650. Dài lưỡi 27, rộng 5,2 xăng. Xe 67 Tojiro. Cái này 3 lớp. Tojiro Pro luôn ạ. 1,5 triệu. Dài lưỡi 27, rộng 5 xăng. Có khắc chữ Nhật ạ. Chữ Nhật với chữ Trung Quốc nó gần giống như nhau. Ba lớp Tojiro ạ. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.